Xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé, mình thì hôm nay Giang Nhi sẽ chơi game gì? Game này bố con mình cùng chơi đâu? Tô game... màu này á? Không, đây ạ. Đây á? Vâng ạ. Tô màu công chúa này á? Đây vâng, á? Vâng. Tô màu công chúa này nhá. Vâng ạ. Được. Tô màu công chúa. Đây, chơi ở trên mạng các bạn ạ. Chơi ở trên máy tính. Chứ không phải là chơi trong điện thoại đâu nhỉ? Chơi ở trên máy tính thôi. Con biết chơi rồi. Chơi nha. Vâng. Ấn nào. Chơi. Con biết chơi rồi bố ơi. Con thích chỉ con nào con ấn con chỉ muốn cho nhá. Chơi xong cho con chơi cùng nhá. Sao chưa được nhỉ? Hay bộ ấn vào dấu tích mất rồi. Ấn lại nhá. Đấy, màu vàng này. Đấy, tóc màu vàng. Thế con là... váy màu đỏ. Váy màu đỏ à? Màu đỏ là gì? Màu đỏ là huyết. Dép. Dép. Màu đỏ. Bộ váy luôn. Thế còn bên dưới? Bên dưới là... bên dưới thì màu trắng. Đúng, màu trắng rồi đấy, màu trắng ra màu trắng này thay thế thay bên dưới thì màu xanh đi. Hôm nay xanh nào màu xanh nhạt đất biển. Xanh đất biển đúng rồi đấy. Thấy chưa? Thêm một con ở trên. Con áo. Con áo thì màu này. Màu này màu gì? Màu hồng pink. Màu hồng pink đúng không? Áo này. Con cái này, cái con cái dây cổ này thì màu này. Gì? Màu nào? Màu vét. Màu đỏ á? À? Dây cổ màu đỏ á? Vâng ạ. Kem đấy. Xong chưa, còn những cái chấm này thì để nguyên và vòng cổ cứ to ấy. Được rồi, chỗ này không phải vòng cổ đâu, đây là viền áo. Đây là viền áo, không phải vòng cổ đâu nhé. Đây là viền áo. Vòng cổ phải tới đây à? Thế thôi. Bố tô đây, này đây khác là game, thì... game tô màu công chúa Princess Coloring Book. Đấy. Bố ơi, bố... Ok. Bố tô bài khác đi. Đấy. Bố. Tiếp tục nhá. Vâng ạ. Tiếp tục. Cái này đi. Bên này nhá. Vâng ạ. Hoàng tử công chúa nhá. Vâng ạ. Bây giờ chọn màu gì? Tóc hoàng tử màu gì? Màu nâu. Hả? Màu nâu. Màu nâu đâu? Đây á. Đấy, đấy là áo choàng của hoàng tử màu cam. Đấy, thế còn cổ áo cho màu khác đi.
máy. Đấy, máy màu xanh luôn. Thế còn tay mặt hoàng tử với công chúa, tay hoàng tử màu gì? Tay hoàng tử màu kem. Màu cam. Màu này, màu xanh tím đậm này đi. Được rồi, xong rồi, thấy không? Xong rồi. Xong rồi, sao mà chuyển ra bài khác đi? Thế được chưa? Đẹp chưa? Đẹp quá. Đẹp quá nhỉ? Sao mà tô bài khác á? Hả? Tô bài khác nữa. Tô bài khác á? Hả? Chụp ảnh một cái không? Có. Chụp ảnh công chúa không? Có, không? Có. Được rồi, được rồi. Ok, cho bài khác. Tích, tích. Có nhạc không con? Có. Có nhạc à? Chơi game khác đi. Vâng, chơi game này á. Tô màu thế là bây giờ chơi game khác. Đây ạ, con chọn game đây ạ. Đây á? Vâng ạ. Đây là thời trang thả diều. Cái này là quần áo thôi. Đây, chơi cái gì? Phiêu lưu đi. Phiêu lưu cái gì ạ? Kiểu đi trong rừng ấy. Con thích chơi cái này ạ. Trong rừng xanh này. Đây á. Vâng ạ. Win ích nhá. Vâng ạ. Hay chém hoa quả. Đúng rồi, đánh bắt chém hoa quả đi. Chém hoa quả một cái xong tí chuyển cái kia nhá. Vâng ạ. Ấy, to rồi. Chém nhá. Vâng. Chém quả này. Ơi, vào đây tiếp, chém quả này. Bấm vào, bấm vào đâu, bắt đầu ạ. Ơi, chém quả bom rồi. Nổ bùm rồi. Thua. Chơi lại, phát lửa. Và bắt đầu. Quả gì con? Bánh quả sâu. Ui, lại nổ quả bom rồi. Kém thế nhỉ, tao chơi lốt lần nữa. Lốt một lần nữa. Đây chém quả bom nữa. Thôi chém. Quả bom gì kìa? Quả bom. Ấy, quả gì đang lên đấy con? Quả bom. Quả gì màu đỏ đây? Quả gì màu đây, màu vàng đây. Quả gì? Quả chuối, quả táo, quả chili. Đúng rồi. Quả chuối, quả táo. Thắng. Ê, 419 điểm. Con biết gì con chuột này không? Có. Này bố dạy. Này nha, đừng bấm, từ đừng bấm vào đấy. Để như tay á, bố dạy nhá. Một bên đập ngón tay như này, đập thẳng ra, thẳng ngón tay ra. Đây này, di chuyển. Bấm, đấy, bấm vào đấy là nó kích một cái nữa, bắt đầu. Chặt, giữ chặt, bên chuẩn bên đấy. Cẩn thận, chéo quả bom. Giữ đi, đúng rồi. Đừng, nhẹ vào quả bom bây giờ. Ôi à, chậm quá, con chậm quá, chưa quen. Bây giờ mình thoát ra ở đâu nhỉ? Đâu con, thoát ra biết ở đâu không? Không. Ở đây. Chọn người khác này. À đây rồi, bắn cá và ăn su. Con của mình bên à, đây,
bắn đâu tay đâu, đây này dí, không phải dí bên đấy đâu, đây này dí bên này này, dí bên này này, di chuyển đấy đúng rồi, bắn con màu đỏ con to ấy, được tiền to đúng rồi đấy, được tiền đấy đấy đúng rồi đúng rồi đấy, di chuyển đây, tay này giữ tay kia bấm, tay này giữ tay kia bấm đúng rồi. Đây khẩu súng của mình này, màu xanh này, đây này khẩu súng màu xanh nha, thấy chưa, mình bấm như này là mình bắn đấy, bấm mà bắn con rùa kìa, bắn con rùa đi đấy, bắn con rùa đừng dí mạnh, dí từng phát một thôi đấy, thấy chưa. Bắn con rùa được tiền to. Ê, con gì kìa, con cá đuối kìa. Con cá đuối phải không? Phải cá đuối không? Nó chạy mất rồi. Nó vướng con mấy con ti này quá. Con nào vướng con ti? Đấy, mình không bắn được con cá đuối. Ui, đây con gì to thế, con màu xanh to thế. Đây này, màu xanh này. Bắn. Đấy, chỉ thẳng mà bắn con màu xanh đi. Vướng mấy con tì kìa, chết hết mấy con tì đi. Đúng rồi, đấy, 100 tiền. Đây, bắn mấy con màu xanh gần đấy đi. Được 10 tiền đấy, ấy đúng rồi. Không có con gì ở kia nữa. Đúng rồi, đấy, đúng rồi. Con siêu chưa? Đúng rồi, siêu quá. Con màu đỏ bên này đi. Con tôm kìa. Đâu. Đây, được 20 tiền, đâu. 20 tiền. Đâu. Chết hai con tôm, bây giờ mình bắn tiếp mấy con ti này, đợi tí nó ra mấy con to mình bắn tiếp, bấm liên tục vào đây, bấm dích xuống. Ô, cá đuối kìa, con đừng ấy mạnh di chuyển, cá đuối kìa. Đấy, được 50 tiền một con. Ôi, con gì kìa, con tôm. Bắn mấy con rùa này cũng được. Con tôm kìa, con tôm kìa. Cứ bắn mấy con rùa trước đi. Con tôm bắn chết luôn mà, đấy. Con gì kìa, bố kìa, con gì màu cam kìa. Con gì màu cam. Ê, con nữa, nó có màu cam nữa kìa. Đúng rồi. Đây, để lại bán con rùa tiếp, được 50 tiền. Con màu cam nó trôi dưới mất rồi. Nó trôi dưới rồi. Mình không đuổi được. Con tôm mới kìa. Được, chết con rùa, bắn tiếp con tôm. Đúng không? Đấy, ui à. À. Con gì ghê thế? Ừ. Ý của sao? Phóng to một tí rồi. Không phóng to là gì à? Im. Úi rồi, đấy như này mới dễ này, này mới dễ nhìn này. Xé hết mấy kia thì bây giờ đen xì hết bên ngoài, mình chỉ bắn ở trong này thôi. Đấy. Được bao nhiêu điểm rồi nhỉ? 107 lăm mò. Ơ, cả đuối nó kìa. Ơ, sao lại trừ nhỉ? Wow, à, phải bắn hết mấy nghìn này thì mới thắng được. Nhiều bắn con. Một con là trừ. Bố con gì kia? Con gì bay ra kia? Không bắn được con cá đuối này. Chẳng quá à? À, được rồi. 50 tiền. Bắn với con tì này vậy. Con này bắn xa quá. Đấy, được 40 tiền chưa? Con gì bay đi sang? Đây, con to rồi. Bắn luôn. Con to rồi. Ừ, con rùa nữa kìa. Đây, bắn mấy con rùa này được. 50 tiền thì sao đấy? 60 tiền chứ, đấy. Con gì như đây, đây, con màu vàng này. Làm sao phải thắng bây giờ nhỉ? Bắn mãi không thắng, nó ra nhiều quá. Ôi
chơi game khác thì nhờ. Chơi game khác? Ừ. Game này chán nhỉ? Vâng ạ. Chơi game khác đi bố. Ý, bố bắn nốt con cá này thôi, nốt một con. Được, được rồi. Bố lấy game khác. Game khác nhá. Game khác. Quay lại tìm game khác. Game gì bố? Game gì? Chơi cái gì đây? Bố, chơi cái gì? Thời trang. Con muốn chơi cái này này. Toàn công chúa đấy, trang điểm đấy. Trang điểm công chúa Elsa đấy. Con muốn trang điểm công chúa Elsa. Được chưa? Con trang điểm công chúa Elsa bố ạ. À. Bây giờ mình chọn một cái. Con chơi với thời, nó tin nó viết này. Thời tiết thực sự đẹp, hãy đi mua sắm thôi. Nhưng mặc gì bây giờ nhỉ? Mặc gì bây giờ nhỉ? Mua son. Mua son nhá, màu gì? Màu đỏ. Màu đỏ đây. Đấy là màu hồng đấy. Màu đỏ. Ý màu xinh hơn. Bây giờ đánh. Đánh má, mua đấy xinh hơn này. Thử xinh. Con này xinh nhở? Màu cam này này. Xinh nhở? Làm gì nhở? Vẽ, vẽ. Vẽ cái gì? Vẽ mắt. Vẽ mắt á? À, vẽ lông. À, vẽ lông mày. Đúng rồi, đấy là mày. Nhưng mày cho bỏ hơi đen đen, đẹp chứ. Mới là con chơi với à. Ui, đẹp thế. Đấy, con ấn đi, con chọn đi. Đây này. Con chọn màu, con di chuyển, con chuột rồi đấy. Con chọn màu đây này, con chọn màu gì, con bấm vào. Bấm vào, đấy, con thích màu gì? Đâu? Màu này ạ. Đấy, thì con chọn vào, con bấm vào, đấy. Bây giờ tiếp đến đây. Khăn má. Hả? Khăn má. Cái thích màu nào? Màu này à? À mắt, tận mắt. Được rồi, thích màu đấy. Mắt, chọn màu gì? Mắt màu gì đây? Hồng ạ. Hồng á. Rồi, hồng rồi. Tiếp theo. Cái mặt. Trang điểm rồi, mặt đổi rồi thấy. Bây giờ tiếp theo đến tóc. Kiểu tóc, chọn kiểu gì? Con thích tóc này ạ. À. Đâu? Đây á. Không, tóc này. Đây nhá. Tóc Elsa. Hả? Tóc Elsa. Tóc Elsa thế á? Ừ. À, thế còn bờm đây này. Bờm hay cái lơ tóc này đây này. Bờm của Elsa. Đâu, làm bằng cái nào? Cái này. Cái màu xanh nhá. Vâng. Bên dưới còn nữa sao? Ấn đây, vòng tay đây. À, chọn cái bờm trước đi, xuống đây chọn vòng tay. Vòng tay này ạ. À. Vòng tay giữa này ạ. À? Vâng ạ. Đấy, yêu xịn chưa? Còn cái gì nữa ạ? Tiếp xem nào. Ôi, đây vẫn là bên tai. Đây là vòng cổ. Đây là vòng cổ. Chọn cái nào đây? Cái này ạ. À. Đấy, còn nhiều lắm ấy. Còn nhiều lắm, xem nào. Đấy, còn nhiều chưa? Đâu thích cái này? Con có cái này à, con có yêu xa đây này. Đây á? Ờ. Đúng chưa? Đúng rồi, bồng có yêu xa đây. Đúng rồi, tiếp theo. Mặc áo váy đẹp thế này. Đây á? Đây, mặc váy này á? Ờ. Đây, còn nhiều váy lắm, có thích nữa không? Có. Đâu, chọn cái nào nữa? Thử. Cái mình này. Mình thử xem bộ nào xinh. Bộ này xinh à? Bộ này ngắn hơn, bộ đấy dài hơn này. Bộ này xinh à? Ờ, bộ này xinh rồi. Bên này là cái gì? Dép. Con ngắn chẳng dày này nhá. Đâu? Đây à? Đây á? Đây á? Vâng ạ. Các kiểu. Còn kiểu là xinh hơn không? Đằng dép thôi. Không có quê tai cả.
và sao bằng tay cả bố nhỉ? Tiếp theo nhé. Ôi, hết rồi, xong rồi trang điểm, xong được 72 điểm. 72 điểm. Con được 2 điểm là con thắng rồi nhá. 72 không phải 2 đâu, 72 điểm ấy. Con được 72 điểm là con thắng rồi. Con thắng luôn rồi á. Đây hướng dẫn chơi. Nhưng mình chẳng cần hướng dẫn nhỉ. Hôm nay chơi thế thật nhỉ. Bây giờ 9 rưỡi mất rồi. 9 rưỡi rồi, bây giờ lên giường rồi nhỉ. Con xem một tẹo, xem các bạn tẹo con đi ngủ thôi nhỉ. Mai gặp đi học. Thế thôi, mai cô cho chơi tiếp. Không, con muốn từng hả? Một nữa, con thích chơi. Thích chơi nhưng mà mỗi hôm chỉ chơi một tẹo đấy thôi chứ. Còn con thích chơi cái khác. Mỗi hôm chơi một tẹo thôi. Không, các bạn trêu con thì sao? Trêu gì? Đây, cô cho chơi một cái nữa nhá. Vâng ạ. Tìm game tô màu hay cái gì đấy. Hay nấu ăn. Nấu ăn. Nấu ăn làm bánh nhá. Vâng ạ. Làm bánh gì nhỉ? Làm bánh. Pizza này, phô mai này. Làm bánh sinh nhật này đi. Công chúa Elsa làm bánh. Đúng rồi. Sao nó có quần cáo ấy, bố nhỏ? Cái nào cũng có. Xong có tiếng rồi. Có tiếng không? Có. Đấy. Ấn. Đứng từ từ. Công chúa Elsa làm bánh, thấy chưa? Đúng không? Đâu, ở đâu? Đấy, em đi bố. Ảnh bên ngoài cho các bạn xem nha. Vâng ạ. Công chúa Elsa làm bánh. Bắt đầu chưa? Bắt đầu. Mũi tên nó chỉ kìa. Con chỉ vào con bấm đi. Di chuyển. Chỉ vào cái bánh nha, con bấm này. Đấy. Trứng không phải cái bánh, cái tượng cái bánh. Tiếp quả thứ hai. Tiếp quả thứ ba. Tiếp quả thứ tư. Bốn quả trứng. Bây giờ cho một là ba bò. Lấy này đánh lên. Hôm nay. Đúng rồi, cái này, cái này nhìn. Cái này. Con nhìn cái mũi tên ấy, nó chỉ đâu con bấm đấy. Di chuyển vào đó. Đấy. Xong rồi á, đây là xong rồi á. Nguyên liệu thôi, đổ vào đây. Đổ vào. Đấy, đổ vào đầy ba cái. Một cái, hai cái, ba cái. Tiếp theo, con cho nó lớn, nướng được chứ. Cho nó lớn vào. Lớn được. Xong còn lửa bố. Bắt nó lên. Nóng lắm. Tiếp theo.
chưa? 1, 2, 3 tầng luôn quá. 3 tầng. 3 tầng. Tiếp theo. Trang điểm. Ủa, hai cái này đây, một cái này, hai cái này, ba cái này, bốn cái này, năm cái này, trang điểm. Trang điểm xong rồi, đây xong rồi đó. Xong rồi. Chưa làm xong. Con phải di chuyển đấy chứ. Không phải ấn lên như thế đâu. Thế rồi, được rồi. Con không biết bò nữa. Đấy, hết xong. Thế thôi nhá, xin chào các bạn nhá. Con thích các bạn. Các bạn trêu con thì sao? Bạn trêu mai chơi tiếp, ai trêu? Các bạn theo dõi Giang Nhi, mai Giang Nhi chơi tiếp. Bye bye. Con chẳng biết bài đâu. Không biết bài xấu thế. Bạn kia bảo tôi biết bài. Mai đi. Học. Được rồi, mai cũng cho tôi. Nha.